Sáng nay, Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Dầu đã trao Giải thưởng Trần Văn Dầu lần thứ 11 năm 2023 cho tác phẩm Gia định Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử 1698-2020. Đây là tác phẩm mang đậm dấu ấn nghiên cứu và sưu tầm tư liệu cổ quý giá của cá nhân nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, ra đời nhân dịp kỷ niệm 325 năm Sài Gòn Chợ Lớn Gia định Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình Gia định Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử, được nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Tư dành tâm huyết nghiên cứu, sưu tầm tư liệu trong suốt 25 năm. Tác giả đã dày công đi khắp các thư viện ở Thành phố Hồ Chí Minh để tập hợp tài liệu, hoàn thành tác phẩm với mong muốn cung cấp thông tin đến mọi người về lịch sử từ thời đại tiền sử cho đến Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tác phẩm gồm hai tập khái quát lịch sử của thành phố trong giai đoạn 1698-2020. Trước đó, tác phẩm cũng đã được cho ra mắt nhân kỷ niệm 325 năm Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh. Mong đơn cán bộ của thành phố chúng ta đọc để nắm rõ, để có kẻ xấu xuyên tạc sự thực thì đủ bằng chứng chính xác để bác bỏ các cái luận điệu sai lầm đó. Đây cũng là tác phẩm thứ 11 được Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Dầu tiến hành xét chọn và trao tặng từ năm 2002 đến nay. Chúc mừng tác giả tác phẩm nhận được giải thưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trân trọng quá trình lao động sáng tạo trong nghiên cứu của tác giả và đánh giá cao Ủy ban Giải thưởng, Hội đồng Khoa học, Nhà xuất bản đã phát hiện và xét trao giải những công trình khoa học xứng đáng. Đồng chí cũng mong muốn các hội, trường đại học, viện, địa phương tiếp tục giới thiệu đến Ủy ban Giải thưởng các công trình, tác phẩm nghiên cứu làm giàu kho dữ liệu, từ đó là cơ sở hoạch định cho chiến lược phát triển thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử truyền thống. Chúng ta cũng đã chứng kiến, đang chứng kiến và tiếp tục chứng kiến. Nếu chúng ta chỉ tập trung kinh tế mà không tập trung cho văn hóa xã hội, thì chắc chắn là chúng ta phải trả giá hoặc là chúng ta phải chịu chi phí rất lớn trong quá trình phát triển của mình. Vì vậy, phát triển văn hóa xã hội đồng thời đi liền với phát triển kinh tế là một vấn đề rất lớn, và chính từ những cái công trình được trao giải của giải thưởng chúng ta sẽ góp phần nâng cao thêm cái nhận thức, góp phần để chúng ta xây dựng các cái định hướng đúng cũng như các cái chính sách phát triển văn hóa xã hội, đóng góp cho cái việc phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được là phát triển bền vững. Giải thưởng Trần Văn Dầu được thành lập vào tháng 1 năm 2002 theo nguyện vọng của cố giáo sư Trần Văn Dầu, được trao cho các công trình thuộc hai lĩnh vực lịch sử và lịch sử tư tưởng tại Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ.